thì đầu tiên hết đó các bạn thấy được là trong vòng mấy ngày qua thì Sam cứ thuyết hoài luôn các bạn thấy được là Sam uh, thuyết liên tục không biết là vì sao nữa và Sam đó thì cứ luôn nói là điều quan trọng nhất đó của Sam bây giờ là làm sao để có thể kiếm uh, thêm tiền để có thể là trả cho những khách hàng rồi sau đó, đó mới lo tới nhà đầu tư nhưng mà điều mà chớ chiếu đây để các bạn thấy được là đây là cái thuyết đến trực tiếp từ FTX official có nghĩa là đây là cái Twitter chính thức của sàn FTX thì John Ray đó là CEO hiện tại Tại vì các bạn đã biết là bây giờ đó công ty này đã khai bảo vệ phá sản rồi Và tòa án cũng như là cổ đông đó đã bổ nhiệm cho người CEO mới có thể leo lái công ty qua cái sự kiện này đó chính là John Ray Thì John Ray đó đã nhắc nhở mọi người thông qua cái đời chính thức của sàn FTX các bạn Đó chính là ông Ben Free đã không còn bất cứ một chức vụ gì ở FTX, FTX US hay là Alameda Cho nên tất cả những gì mà ông bên mình free nói đó đều không có liên quan tới sàn FTX và cũng không có đại diện cho sàn FTX, có nghĩa là đây là những lời nói của Sam cho bản thân Sam mà thôi. Các bạn được đây đó là không thể nào mà quê hơn nữa. Sam thì cứ nói là Sam đang tích cực để mà kiếm tiền à, để lo cái sự việc FTX này, nhưng mà sàn FTX nói là Sam bây giờ đã chẳng có liên quan gì sàn FTX hết. Các bạn thấy được là không thể nào mà quê hơn khi mà chính trader chính thức của công ty của mình nói mình không còn quan hệ gì với công ty nữa nhưng mà chúng ta lại có thêm một số những thông tin nổi bật chúng ta thấy được là cái uh, luật sư đó những luật sư mà đại diện cho sam Bankman free đó thì họ đã lên tiếng nói là họ sẽ không có tiếp tục làm đại diện cho sam nữa vì lý do gì thì lý do họ đưa ra đó đó chính là xung đột lợi ích và đây là những luật sư mới hơn này các bạn nhớ là những luật sư cũ của sàn FTX thì họ đã từ chức hết rồi rồi sau đó đó Sam đã mướn một nhóm luật sư mới và những luật sư này đó theo thường nhớ là cũng có một người trước đây đó cũng đã từng có quan hệ với là chủ tịch Gary Gas của SEC nhưng mà nó cũng không còn quan trọng nữa các bạn tại vì những người này đó họ cũng đã từ chức luôn rồi thì thường không biết là Sam sẽ đi kiếm luật sư nào để có thể tiếp tục hỗ trợ mình tại vì sao tại vì đó những luật sư nói là thứ nhất bắt đầu là từ ngày 14 tây đó thì Sam đã liên tục thuyết ở trên Twitter và cho dù là luật sư có nói gì đó Sam vẫn tiếp tục thuyết và những cái cuộc phỏng vấn đó các bạn đã thấy Hùng chia sẻ rất là nhiều rồi và những cái thuyết đó đó thì đó là những bằng chứng trước tòa và rất nhiều những cái thuyết đó hay những lời phỏng vấn của Sam nó chẳng khác gì thú nhận đó là mình đã làm sai thú nhận cái mối quan hệ mật thiết giữa alameda và ftx thú nhận là sàn ftx đó cực kỳ lỏng lẻo đến nỗi mà có thể là bị truy cứu pháp luật cho nên cuối cùng thì luật sư nói là không sẽ tiếp tục đại diện sam nữa cùng với một điều khác nữa đó là nhiều luật sư khi mà đại diện cho sam đó họ đang trông chờ cái kết quả của một cái dự án khác đây là dự án là cũng xảy ra cách đây vài năm rồi các bạn đây là cái sự lừa đảo À, đến từ elizabeth holmes của công ty toranos thì những mà nào mà theo dõi thông tin về toranos cũng đã biết sơ sơ rồi thì nói tóm lại đó thì đây là một cái công ty lừa đảo được gây dựng ra bởi elizabeth holmes thì người này đã tạo ra một công ty và tạo ra một cái máy liên quan tới y khoa nói là cái máy này đã chỉ cần một chút xíu máu thôi là có thể kiếm được nhiều loại bệnh hiểu đơn giản là như vậy nhưng mà đây là một sự lừa đảo tại vì chút xíu máu đó nó không phải là cái máy có thể là phân tích được là bị vấn đề gì mà họ lấy máu của người đưa đó rồi họ đem tới những công ty khác để có thể xử lý máu đó rồi họ nói là cái máy cái máy của mình đó có thể là xử lý được nhưng mà thật ra đó là một sự lừa đảo thì sau bao nhiêu năm đó, cuối cùng thì vụ này đã ra tòa và các bạn thấy được là những cái luật sư của Elizabeth Holmes đó, thì nói chung cái sự kiện này đó nó cũng không có phải là hoàn toàn giống một trăm phần trăm À, với lại sự kiện của sàn FTX nhưng mà có một số điểm giống giống như là Elizabeth Holmes đó, thì luôn nói là công ty Theranos là cả một cái sự nghiệp của Elizabeth Holmes à, không có muốn lừa gạt ai hết đó. nói chung là cũng không biết là nhiều cái sự lừa đảo đang xảy ra tại vì à, Elizabeth Holmes cũng không thể quản lý hết được nói chung là cũng nói là mình à, có thể là quản lý yếu kém dẫn đến công ty sụp đổ nhưng mà nếu nói là lừa đảo đó thì không công nhận là đây là một công ty lừa đảo thì nhiều luật sư đó đang nhìn vào cái sự kiện này để xem coi là Elizabeth Holmes là người mà có nhiều tiền, có nhiều sự quan hệ trước đây đó thì có thể thoát khỏi mà không đi tù hay là không. Thậm chí đó là luật sư của Elizabeth Holmes đó đã hy vọng là cho dù là có bị tù tội nữa đó thì cũng hy vọng là chỉ đi tù 18 tháng mà thôi. Nhưng mà các bạn có biết kết quả là gì hay là không? Kết quả đó là Elizabeth Holmes đã bị phán án là bản tù là 130 năm tháng đó các bạn. Có nghĩa là Người này sẽ vào tù là 11 năm luôn Thì nói chung đó Đây là một cái kết quả Mà những cái luật sư của Sam không muốn thấy Tại vì uh, khả năng là nếu như Mà cũng tương tự như vậy đó Sam sẽ phải đi vô tù đó các bạn Và đi vô một thời gian dài Chứ không phải là chỉ 18 tháng Hay là 2 năm đâu Có thể lên tới 11 năm Như là Elizabeth Holmes Cho nên đó uh, những luật sư này bây giờ họ đã rút lui bây giờ luật sư mới của Sam là chúng ta vẫn chưa có biết đâu nhưng mà khả năng là sẽ là như vậy cho nên không biết là có rất nhiều bạn đang phẫn nộ bây giờ nói tại sao mà sam vẫn nhẫn nhơ mà không có bị bắt bỏ vô tù tất cả đều cần thời gian hết các bạn cái sự kiện liên quan tới thorados đã xảy ra cách đây vài năm rồi nhưng mà bây giờ đó cuối cùng mới có cái uh, kết quả bản tù như thế nào thì những sự kiện bây giờ đó các bạn có thể uh, đang trông chờ sẽ có kết quả nhanh chóng nhưng mà thật ra điều tra thì cần phải có thời gian rồi các bạn được là ra tòa thì sẽ có cái thời gian trì hoãn cho nên cần phải có thêm thời gian có thể là hai năm có thể là ba năm nhưng mà kết quả đó khả năng nếu như mà chứng minh được là Sam thực sự là quản lý yếu kém đến nỗi mà bị uh, truy tố trách nhiệm pháp luật thì khả năng là Sam vẫn có thể vô tù và vô tù một thời gian dài đó các bạn nhưng mà chúng ta chờ tòa án mà thôi và có một điểm chung à, giữa Elizabeth Holmes và Sam Bankman Fried gì các bạn là đã nhớ không đó chính là cả hai đều đã từng lên trên trang bìa của tạp chí Forbes nhưng mà cả hai cuối cùng mà đều chứng minh được là hai công ty hoàn toàn bị sụp đổ và có nhiều gian lận trong đó và cũng tương tự đó nhiều bạn thì nói tới cái sự việc của The Luna đó thì cũng không có kết quả và nhiều bạn cũng đang bất mãn đó là tại sao mà Dogecoin vừa có thể nhẫn nhơ vẫn có thể lên livestream mà không bị bắt thì cũng tương tự thôi các bạn chúng ta thấy được là cái gì cũng cần thời gian hết á điều mà chúng ta thấy là những cái sự kiện xảy ra ở Hàn Quốc đó hoàn toàn cho thấy là chính quyền của Hàn Quốc không bỏ qua cái sự kiện này chúng ta đã thấy được là cái trụ sở của The Form Labs ở Hàn Quốc cũng như là nhà của co-founder Daniel Shin đã từng bị cảnh sát tới để mà điều tra nhiều lần và gần đây hơn đó chúng ta được là ở bên Hàn Quốc đó, họ đã nói là họ đã tịch thu tổng cộng là 104 triệu đô la cái số tiền này đó họ tin tưởng là Daniel Shin đã có được bằng cách là bán đồng Luna trước khi mà có sự sụp đổ đó với cái giá cao khi mà đồng Luna đang trên cái con đường tuột dốc. Cho dù biết như vậy đó, Daniel Shin vẫn lừa đảo những người khác và bán lấy số tiền này. Đương nhiên, luật sư của Daniel Shin thì đang phủ nhận cái điều này. Nhưng mà sự thật đó, thì cái số này đã bị tịch thu dựa theo tài liệu mà chúng ta có. Thêm vào đó, chúng ta thấy được là ở bên Hàn Quốc đó, thì họ chuẩn bị lên án Daniel Shin với lại những cái tội liên quan đến tài chính. Daniel Shin tôi nghĩ là cũng sẽ bị rất nhiều rắc rối đó liên quan tới pháp lý các bạn còn về Dogecoin thì sao thì Dogecoin đó các bạn đang thấy được là bây giờ có thể cảm thấy Dogecoin đang nhẫn nhơ nhưng mà chỉ nhẫn nhơ cho đến khi nào mà đến phiên mình mà thôi các bạn thấy được là bây giờ đó thì đương nhiên bên Hàn Quốc có Daniel Shin đang ở đó thì họ sẽ chú tâm Daniel Shin hơn nhưng mà sau khi mà Daniel Shin được xử rồi đó thì nghĩ là cũng sẽ đến phiên Do Kwon mà thôi. Điều chúng ta biết đó là cho dù Do Kwon nói là không bị truy nã nhưng mà thực sự là điều chúng ta biết là tên Do Kwon đã trong danh sách của hình cảnh quốc tế rồi và bên Hàn Quốc cũng đã nói là nếu như mà Do Kwon đáp máy bay đến Hàn Quốc đó, thì chắc chắn sẽ được mời về đồn để mà ở thăm sức khỏe cho nên do con mới không về hàn quốc tới các bạn không về do con cho dù nói là mình không có tội gì hay là không ai uh, truy bắt mình nhưng mà các bạn đã thấy là do hoàn toàn không bao giờ cho người ta biết là do đang ở đâu hết do có thể lên mạng có thể chia sẻ thuyết có thể lên trên uh, những cái podcast để mà nói chuyện được nhưng mà chỉ là chưa đến phiên mình mà thôi đó là cái uh, suy của thần hiện bây giờ cái mà nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới và cái sự kiện của sàn FTX chúng ta trở lại đi lại có thêm nhiều cái sự kiện ly kỳ nữa các bạn ngoài những gì mình thường đã từng chia sẻ với các bạn ra đó thì chúng ta đã thấy được là có một cái thông tin là từ giấy tờ của tòa án của mỹ đó khi mà đưa ra tòa đó về bảo hộ phá sản thì giấy tờ tòa án cho thấy là chính phủ Bahamas là người mà đã kêu Sam đưa quyền truy cập về hệ thống của FTX sau khi mà công ty này đã phá sản rồi các bạn thì nói cách khác đó chúng ta đã nhớ là có một cái vụ hack đã xảy ra thứ sáu tuần rồi thì nếu như đây là sự thật đó thì chính quyền Bahamas là người mà đã hack sang FTX vào thứ sáu tuần rồi và sau đó đó cái số lượng tiền hack thường nhớ là khoảng 400 triệu đô la hay gì đó họ đã chuyển hầu hết số tiền đó qua Ethereum và bây giờ đó các bạn thấy được là chính quyền Bahamas mà là cá voi đứng thứ 35 hiện bây giờ đó trên màn lưới của Ethereum thì đây là điều mà cực kỳ khó hiểu luôn các bạn à, các bạn thấy được là họ bây giờ đang giữ tới 228.523 Ethereum trở thành cá voi Ethereum lớn thứ 35 thì rất nhiều câu hỏi là câu chuyện này nó ly kỳ quá tại sao lại là chính quyền bà mà điều này có hợp pháp hay là không và tại sao để đổi không hết cái số tiền đó qua Ethereum mà không phải là USDT hay là độ ổn định nào đó hay là Bitcoin mà đổi hết ra Ethereum đây điều rất là khó hiểu hiện tại và điều mà chúng ta biết đó là chính quyền của bà mà đó mới đầu người ta tưởng đâu đây là một cái uh, sự việc nào đó đó tại vì có một người xấu nào đó trong cái quyền mà quy hiếp Sam à, để mà đưa tiền cho mình mà thôi chứ không phải là hành động của chính phủ của Bahamas nhưng mà các bạn thấy được là cuối cùng đó thì chính phủ của Bahamas bộ quản lý chứng khoán đó đã lên tiếng nói là đúng rồi cái số tiền này đó là đang được giữ bởi chính quyền của Bahamas thì đương nhiên bây giờ tòa án hoa kỳ nói là đây là điều không hợp pháp tại vì đây là một cái cuộc khai bảo vệ phá sản ở hoa kỳ cho nên chính quyền Bahamas không có quyền giam giữ số tiền đó chúng ta vẫn chưa biết kết quả kế tiếp là như thế nào nhưng mà điều thú vị hơn đó là bản thân của bộ quản lý chứng khoán của Bahamas đã lên tiếng nói là đúng mình là người mà đang giữ cái số tiền này rất là khó hiểu luôn các bạn chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái sự kiện này Thêm vào đó đó chúng ta lại có thêm nhiều cái thông tin đến từ tòa án đó có thể nhiều bạn không muốn nghe đâu. Đó chính là công ty Alameda đó đã có sự miễn trừ bí mật khỏi các giao thức thanh lý của FTX. Có nghĩa là Alameda đã có kim bài miễn tử đó các bạn. Nghĩa là Alameda đó khi mà họ trade ở trên sàn FTX đó thì sẽ không bị thanh lý cho dù lệnh đó giảm như thế nào rồi các bạn kể cả khi mà trở thành từ năm đó là điều thường không hiểu ở đây đó các bạn nếu như vậy đó thì nó sẽ như thế nào tại vì theo cái cách hoạt động của những cái lệnh khi mà đã đến cái mức thanh lý rồi mà không thanh lý đó thì sẽ rất là nguy hiểm cho nên thường cảm thấy được là chúng ta xem cái video trước đây đó của CEO Alameda nói là không dùng stop loss thì cũng dễ hiểu thôi tại vì đâu cần dùng stop loss đâu tại vì đâu thì bị nào bị thanh lý được nhưng mà nhiều khi đó thường nghĩ là nếu như mà Alami bị thanh lý đó ít cho cũng còn giữ được một số tiền các bạn mà không bị thanh lý đó thì sẽ mất hết luôn còn nói tới Alameda đà đó thì các bạn thấy được là trong cái video thường chia sẻ cách đây hai ngày đó thường đã chia sẻ rất nhiều những cái bài viết đến từ Washington Post đến từ Forbes đến từ Fortune đến từ New York Times đó, viết rất tốt về Sam và lý do tại sao thường đã chia sẻ trong video đó rồi chúng ta đã thấy được là thêm một bài viết đến từ Forbes nữa là bài viết này đó thì viết về Alameda và họ nói là CEO Caroline Allison đó, là một chuyên gia toán học yêu thích Harry Potter và chấp nhận rủi ro lớn tóm lại đó thì à, họ nói đây là chuyện làm ăn thua lỗ chứ không gian lợn gì đây hết á đó. đó chính là cái sự che đậy của Forbes đối với những sự kiện đang xảy ra cũng tương tự như là bài viết của Forbes về Sam thì nghi vấn bây giờ đó là đương nhiên những bài báo này đó họ nhận tiền à, đến từ Alameda hay là FTX để viết tốt về à, hai người này đương nhiên những bạn nào mà theo dõi kênh đó, hay là theo sát tình hình thì cũng đã biết à, sự thật như thế nào nhưng mà đáng tiếc đó là phần lớn mọi người họ không có theo dõi à, những sự kiện này chặt chẽ đâu họ chỉ đọc thông qua những cái bài báo những bài báo lớn như thường vừa chia sẻ với các bạn đó thì họ lại sẽ có một cách nhìn khác về sự kiện này cho nên đây là cái điều đáng tiếc đó các bạn họ viết những bài viết này đương nhiên không phải là để cho thuần các bạn đọc rồi chúng ta theo dõi thông tin hàng ngày mà họ viết cho phần lớn những người mà không có theo dõi thị trường này để có thể thay đổi cái nhìn của họ về sự kiện hiện tại nhưng mà sự kiện này đó, tôi nghĩ là nó sẽ không có dễ dàng à, để à, cho qua được đâu các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục đọc thêm một số thông tin nữa. Thì hiện bây giờ đó, sàn FTX khi mà ra tò đó, thì à, họ đã nói là họ cần chi ra một số tiền. Chi tiết hơn đó là họ cần à, khoảng chừng là 9,3 triệu đô la và có thể là lên tới 17,5 triệu đô la để mà trả cho một số những cái đối tác. Tại vì những đối tác này là cực kỳ quan trọng với lại sàn FTX. Nếu như mà không có trả số tiền này cho những đối tác đó, thì... À, những đối tác này sẽ ngưng không có tình vụ nữa và sàn này coi như có thể là xong luôn nghĩa là họ phải bán hết tài sản không cần phải bảo vệ phá sản gì nữa hết nhưng mà bây giờ đó chúng ta vẫn đang chờ tòa án xem coi là họ có cho phép sử dụng số tiền này hay là không tại vì khi mà các bạn đã khai bảo vệ phá sản rồi đó thì tất cả những chi tiêu công ty đó đều phải được thông qua bởi tòa án hết cho nên họ mới cần phải xin số tiền này còn nhiều bạn đó thì đang trông chờ cái danh sách của những chủ nợ lớn của sàn ftx đó. thì đáng lý đâu là hồi thứ sáu chúng ta đã có rồi nhưng mà tới bây giờ thằng vẫn chưa có thể kiếm đi danh sách đó khi mà có danh sách cho những chủ nợ đó thùng sẽ chia sẻ thêm với các bạn và các bạn cũng đã biết là hiện bây giờ đó có rất nhiều những cái thuyết âm mưu liên quan đến là đứng sau lưng của Sam Bankman Free là ai có phải đây là một cái việc uh, rửa tiền liên quan đến đảng dân chủ hay là không thì Thường cũng đã từng chia sẻ một số những thông tin với các bạn rồi nhưng mà bây giờ đó chúng ta thấy được là có một nghị sĩ cũng đang nói về vấn đề này đó thì uh, nghị sĩ này nói là hàng tỷ đô la đã bị đánh cắp từ các nhà đầu tư được giao cho các đảng viên đảng dân chủ và các tổ chức cánh tả đây đó là thuyết âm mưu hay là sự thật đó thì chúng ta có một thượng nghị sĩ đó chính là Josh Hawley. thì thượng nghị sĩ này đó muốn làm rõ và đã gửi một yêu cầu đến các cơ quan liên quan, ủy ban vận động bầu cử với chính quyền của tổng thống Joe Biden để giao ra các thư từ qua lại với FTX và Alameda. Thì nói chung đó thì thượng nghị sĩ này cũng không có nói đây là sự thật hay là không phải sự thật. Nói là nếu như mà đây là thuyết âm mưu đó, không phải sự thật thì hãy giao ra những cái chứng từ đó để cho thấy được là giữa những chính quyền cơ quan và Alameda và FTX thì không có quan hệ nào ngoại trừ là FTX là một fan của đảng dân chủ trên mấy quý quy cấp tiền chứ còn không có liên quan gì đến lừa đảo hay là không liên quan đến rửa tiền chúng ta sẽ chờ xem thông tin về cái sự việc này và đây là những cái thông tin mới nhất liên quan đến cái sự việc của FTX đó các bạn khi nào khó thêm thông tin mới hơn thì sẽ chia sẻ với các bạn Yo, I'm like an addict, dude, I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got